Mến chào cô chú anh chị. Hôm nay là thứ Bảy, 11 tây tháng 5, 2024. Hương đã trở lại và ngắm vườn sen đá American Succulent của chị Anh Đào sau hơn một tháng, và hôm nay đã vào mùa hè với những khóm hoa 10 giờ bắt đầu khoe sắc màu rực rỡ. Và Hương chia sẻ đến cô chú anh chị ngắm vườn sen đá của chị Anh Đào cùng chung với Hương nha. Và đây là những khóm hoa 10 giờ đã khoe sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn rất là đẹp đây mấy anh chị. Và xen lẫn trong đây những cụm sen đá đang có hoa đây, nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ men theo dòng suối đá này để đi ngắm những cây sen đá ở bên trong này nha.
hai chị Anh Đào, chị đang làm gì đó? Chị đang cắm những cái cây airplay vô cái chậu gỗ này. Chào em. Hai chị. Đây là chị Anh Đào, chủ nhân của khu vườn Succulent, American Succulent, mà mấy anh chị có dịp mình chiêm ngưỡng đây. Chị mỗi buổi sáng chị đều ra ngắm vườn vì nó giúp chị rất là bình an và thư giãn. Điều đó chị muốn chia sẻ với mọi người xung quanh chị. Chị thành thật rất là cảm ơn Liên Hương đã bỏ thì giờ đến đây để chia sẻ cái vườn cho chị mọi người cùng ngắm. Chị rất là cảm ơn em điều này. Chị thành thật cảm ơn Liên Hương nha. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị đã có lời mời Hương đến ngắm vườn sen đá local của chị và chia sẻ đến mọi người cùng ngắm vườn sen của chị. Ok, dạ, cảm ơn. Và bây giờ Hương mời tất cả mấy anh chị cùng với Hương mình đi ngắm lại cái vườn sen ở phía trước. Và sau đó Hương sẽ dẫn mấy anh chị mình ra ngắm ở vườn sân sau nha. Ok, dạ. Yeah. Cây airplane đã được chị Anh Đào trồng xong. Và đây là view phía trước nhà của chị Anh Đào.
và những khóm hoa đã nở khoe sắc hồng dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn rất là đẹp nha, mấy anh chị. Và đây là những bông hoa màu tím đã nở. Sau khi mình ngắm những bụi hoa ở đây xong đó, Hương sẽ mời cô chú anh chị cùng Hương mình đi ngắm vườn sen đá ở sân sau nhà của chị Anh Đào nha. Và đây là sân sau nhà của chị Anh Đào. Với những chậu sen đá được chị chăm sóc tỉ mỉ rất là đẹp. Và những khóm hoa 10 giờ khoe sắc nằm trải dài theo dọc hồ bơi tạo nên một quang cảnh thật là thơ mộng. Phải không mấy anh chị? Và bây giờ cùng với Hương mình đi ngắm những chậu sen đá này nha. Hôm nay những chậu sen đá này lên màu rất là đẹp. Trời càng nắng đó, mấy cái sen đá này nó càng lên màu rất là đẹp nha mấy anh chị.
Và đây là những chậu sen đá đột biến Hàn Quốc của chị, xen lẫn những chùm hoa trong đây. Thank you.
Và đây những bông hoa 10 giờ đã nở, trải dài theo hồ bơi, nhìn rất thơ mộng. Và đây là những bông hoa thiên điểu.
Và đây là chậu sỏi nở hoa rất là đẹp. Trông chúng giống như những chiếc lồng đèn nhỏ xinh xắn. Thank you.
Và đây là view ở sân sau. Bên tay phải của Hương đó, ở xa xa mấy anh chị thấy những cái tòa nhà cao cao đó, đó là ở downtown San Jose của mình nha. Và video của Hương đến đây xin tạm ngưng. Và chị Anh Đào có gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị đã ngắm vườn sen và có lời khen tặng đến vườn sen đá của chị. Chị thành thật cảm ơn nhiều. Và nhân dịp này, Hương cùng chị Anh Đào mến chúc cô chú anh chị có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Và nhân dịp Mother Day này đó, hai chị em mình xin mến chúc tất cả các người mẹ có một ngày lễ Mother Day thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp bên chồng và các con của mình nha. Hương xin tạm biệt ở đây. Bye bye cô chú anh chị.